Các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 20 tháng 2 hối thúc Campuchia xem xét lại các thay đổi trong hiến pháp, trong đó có luật khi quân, với lý do những thay đổi này quá mơ hồ và không phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Quốc hội Campuchia tuần trước đã thông qua một đạo luật về tội khi quân, cùng với những sửa đổi khác về quyền của cử tri trong hiến pháp. Các nhóm bảo vệ nhân quyền nói rằng những điều luật mới này có thể được sử dụng để nhắm vào những người chỉ trích chính phủ. Bà Rona Smith và ông David Kay, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc nói, chúng tôi kêu gọi chính phủ Campuchia đánh giá lại một cách thấu đáo và toàn diện dự thảo sửa đổi hiến pháp nhằm bảo đảm rằng các điều luật này tuân thủ luật lệ và tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Chưa có phản hồi chính thức từ chính phủ Campuchia. Quốc vương Norodom Sihamoni là nguyên thủ của Campuchia, nhưng Thủ tướng Hun Sen mới thực chất là người cai trị đất nước trong hơn 33 năm qua. Ông Hun Sen đã bị các nước phương Tây và các nhóm nhân quyền chỉ trích về việc trấn áp phe đối lập trước cuộc bầu cử vào tháng 7 năm nay, và ông dự kiến sẽ tiếp tục nắm quyền.